Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 194 của kênh công nghệ TLD. Có lẽ đây là số hỏi đáp sớm nhất từ trước hôm nay. Hôm nay hai anh em mình dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị làm hỏi đáp cho các bạn. Và sau đó thì mình sẽ vào Sài Gòn. Các bạn là đợt này thì Nương sẽ vào Sài Gòn mở cơ sở và chúng ta sẽ có cửa hàng chính thức trong Sài Gòn các bạn nhé. Còn nếu mà để ở địa chỉ ở đâu thì mình sẽ thông báo cho các bạn sau. Còn bây giờ thì lại trở lại với công việc, chúng ta sẽ trả lời những cái hỏi đáp của các bạn. Và bây giờ là chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1 của bạn Hòa Lê. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Hòa Lê trong số hỏi đáp số 194 ngày hôm nay. Bạn có hỏi là sắp đến Tết thì em đặt con Asus ROG Strix KGL503, con này còn không ạ? Và ở xa thì giao hàng như thế nào ạ? Em ơi, hiện tại thì cửa hàng vẫn còn em nhé. Và ở xa thì bọn anh sẽ giao hàng qua bưu điện em ạ. Nhận hàng, kiểm tra hàng, ok rồi mới thanh toán em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của bạn Văn Long Phạm. Bạn có hỏi là anh ơi, cho em hỏi con ThinkPad V50 cấu hình min với lại con ThinkPad W541 cấu hình Max thì con nào hơn ạ? Nếu như cùng tầm tiền thì chắc chắn là con W541 cấu hình Max nó sẽ hơn. Ví dụ W541 Max của nó là i7 nha, 4940XM. Thực tế sức mạnh của con i7-4940XM nó còn mạnh ngang ngửa so với con i7-7820HQ. Thứ nhất là về hiệu năng CPU. Thứ hai nữa là về cả màn hình. Nếu mà tính về cả màn hình K2100 với dung lượng 2GB và con P50 với cái cả màn hình đó là Quad ROM 1000, thì sức mạnh có thể nó là tương tự nhau. Nhưng mà yếu tố ở đây nếu mà ổ cứng thì có thể nó sẽ hơn. Ổ cứng thì cái tốc độ của P50 sẽ chạy LVMe và P50 sẽ có khả năng nâng cấp RAM nó là 64GB, trong khi đó W541 nó là 32GB. Thì em có thể cân đối cái nhu cầu thực tế. Còn nếu mà kiểu mì ăn liền, có nghĩa là cùng tầm tiền cấu hình thì W541 sẽ hơn. Còn nếu mà tính về khả năng nâng cấp thì chiếc P50 nó sẽ hơn em nhá. Thì em cân đối tài chính và cân đối cái nhu cầu sử dụng thực tế của em ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba của bạn Phan Anh Nguyễn. Bạn có hỏi là anh ơi, cho em hỏi là lắp tháo pin rời ra nhiều lần thì có bị gì không ạ? Tại lắp em dùng pin 9 cell nên bỏ vào lô nó không vừa nên phải tháo pin rời ra. Em chú ý một chút nhá, kiểu tháo pin ra kiểu ra cũng chẳng làm sao đâu. Nhưng mà cứ một tuần hoặc 7 ngày thì em sạc pin cho anh một lần. Sạc pin bằng cách đó là pin 100% thì chúng ta sẽ sạc xuống dùng khoảng 2-3%. Ok nha em nhá, và sau đó khi chúng ta cắm sạc tiếp vào. Lưu ý là đừng có bỏ pin ở ngoài quá lâu. Đã có những trường hợp mà bỏ pin lâu ấy, có khi em một tháng không dùng, tự nhiên cắm vào anh ơi pin của em nó chết. Bởi vì pin mà quá lâu ngày mà để hết kiệt và quá lâu ngày không được sạc thì có thể dẫn đến chết pin. Thì em chú ý dùng em nhá. Vâng, bọn mình thì cũng đã có một cái bài hướng dẫn để bảo quản pin, thì bạn có thể theo dõi trên trang công nghệ TLD để có được cái cách bảo quản pin tốt nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư của bạn Trang Gaming. Bạn có hỏi là em đang gặp vấn đề với máy tính của mình ạ, vì mới dùng máy nên em chưa biết là máy của em không kích hoạt được camera, mọi anh có thể giúp đỡ em ạ, cảm ơn ạ. Em với máy mà không kích hoạt camera thì là rất đơn giản như này. Một là driver camera của em chưa được bật lên. Thứ hai nữa là camera của em có thể là đang bị tắt. Bình thường các dòng máy tính ý, thường thì nó sẽ có phím tắt mở ở trên camera, đặc biệt là dòng MSI. Thì em chú ý xem phím tắt phím mở ở đâu thì chúng ta sẽ bật nó lên. Chỉ cần bật nó lên là nó sẽ dùng bình thường. Còn nếu mà cả bật tắt cả bật mà driver chuẩn chỉnh mà không có thì có thể camera em nó sẽ bị chết rồi. Thì em kiểm tra ba cái vấn đề vừa rồi em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi thứ năm của bạn Anh Trần. Bạn có hỏi là anh ơi, em dùng máy Dell 3510 cạc W530M, chạy Adobe Premiere thì không cho render bằng cạc, em update driver thì lại bị đổi thành cạc R9M360, hay cho em hỏi nguyên nhân tại sao ạ? Có thể là bản hệ điều hành của em nó cài chưa được chuẩn cho lắm. Nếu mà dòng này của em là CPU thì nó là con W530. Thực tế thì con cạc màn hình này nó cũng không quá khỏe đâu. Thì em cứ chạy Adobe và em thử render bằng nhân của CPU xem sao và nhân CUDA của cạc màn hình xem sao. Còn nếu mà trong trường hợp mà em cài driver rồi nó không được thì có thể phần mềm nó sẽ không hỗ trợ phần cạc màn hình này. Thì em thử cân đối nha em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 6 của bạn Lộc Tân. Bạn có hỏi là cho em hỏi con Acer SPVX15 với lại con Dell 7559 thì con nào ngon hơn vậy ạ? VX15 như chiếc máy của anh bán là i7-7700 và cam màn hình GTX 1050 thì chắc chắn là ngon hơn 7559 rồi. 7559 sử dụng CPU đời 6, đó là i5-6300 hoặc i7-6700HQ. Nhưng mà cam màn hình nó chỉ sử dụng nó là GTX 960 dung lượng 4GB thôi em. Nếu mà tính ở phân khúc thì chiếc VX15 sẽ có cấu hình cao hơn. Mà cấu hình cao hơn thì chắc chắn hiệu năng nó sẽ tốt hơn em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 7 của bạn Khánh Vân. Bạn có hỏi là anh ơi, cho em hỏi là đang theo học ngành cơ khí, chả mấy là phải tập làm quen các phần mềm dựng hình nên tính mua một con lap. Anh cho em hỏi là em đang phân vân hai con máy, đều dùng cạc 960M, một máy dùng chip i5-4210H, một chiếc dùng i5-6300HQ, thì nên chọn máy nào phù hợp với ngành học của em hơn ạ? Trong tình huống của em thì chắc chắn là phiên bản i5-6300HQ và trang bị cảm hình thì chắc chắn nó sẽ hơn so với con i5-4210H.
i5-4210H máy được sản xuất đó là 2014, trong khi đó thì i5-6300HQ máy được sản xuất 2016. Thứ nhất là cái date sản xuất 2016 thì chắc chắn nó sẽ hơn. Trong tình huống của em thì i5-6300HQ sẽ hơn em nhá, cấu hình nó tốt hơn mà em. Còn chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 8 của bạn Tài Lê. Bạn có hỏi là anh cho em hỏi tầm giá từ 10 đến 11 triệu em mua máy có thể lắp cạc rời để nâng cấp về sau em để chơi game dùng lâu dài ạ? Nếu lắp cạc rời nâng cấp về sau thì chỉ có các dòng Mobile Workstation mà có khả năng nâng cấp được của em. Nhưng em lưu ý thì Mobile Workstation thì nó hỗ trợ các bạn làm đồ họa kỹ thuật, nói chung là những cái công việc mà xử lý về đồ họa mô phỏng hoặc có thể là dùng để lập trình các ứng dụng giả lập. Ví dụ trong tầm tiền của em thì em mua chiếc máy có cấu hình tốt nhất, đó là chiếc HP ZBook 15G2. Chiếc máy được trang bị chiếc i7 đời 4, RAM 8GB và có khả năng nâng cấp cạc, thì nó sử dụng nó là cạc K1100 và cạc K2100, cạc cắm chuẩn module giống như cạc màn hình. Và cả hai cạc này đều có dung lượng nó là 2GB. Và màn hình của nó là màn hình full. Em chú ý thì máy có thể nâng cấp được RAM 32GB. Và trong cạc màn hình này thì thực tế thì nó đủ để cho em làm đồ họa cũng như các công việc về phức tạp. Nó không quá khỏe để chơi game đâu em nhé, thì em cân đối tài chính trước khi em mua. Còn nếu mà nhìn đến tầm khoảng 12 triệu, chiếc máy ngon nhất đó là chiếc Dell 7859. Máy được trang bị i5-6300HQ, RAM 4GB HD128 cộng với cả ổ 500. Mà cạc màn hình rời của nó là GTX 960 dung lượng 4GB, màn hình Full HD IPS. Nhưng em lưu ý là dòng cạc gaming nó gắn trực tiếp trên main và không có khả năng nâng cấp. Nhưng mà cạc màn hình này nó khỏe nhất trong cái phân khúc tầm tiền của em rồi. Em nhé, em cân đối tài chính và cân đối nhu cầu trước khi em mua máy sử dụng. Và chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 9 của bạn An Bùi. Bạn có hỏi là anh cho em hỏi về vấn đề keo tản nhiệt của máy. Máy em sử dụng chip AMD thì tra keo định kỳ bao lâu một lần? Và nếu không tra thì có ảnh hưởng nhiều đến CPU hay GPU không ạ? Có trường hợp nào dẫn đến chết CPU và GPU không ạ? Em cảm ơn ạ. Cái đấy nó là đương nhiên rồi em. Thứ nhất là cái máy tính thì nó hoàn toàn giống như các thiết bị điện tử thông thường. Nó đang dùng cái thời gian ấy thường là 1 năm, 1 đến 2 năm. Là em phải bảo dưỡng, vệ sinh và định kỳ, làm sạch bên trong và tra lớp keo tản nhiệt mới. Nó cũng giống cái lớp keo ấy thì nó có tác dụng nó là dẫn nhiệt ra bên ngoài. Và vệ sinh làm gì ạ? Nó làm sạch toàn bộ hệ thống bụi tản nhiệt thì nó mới làm mát, nó mới tốt được. Máy làm mát tốt thì đồng nghĩa việc cái máy của em nó hoạt động thì mới ok được. Còn nếu mà trong tình huống em lâu ngày em không tra và có những hiện tượng giật lag hoặc máy quá nóng thì có thể dẫn đến chết CPU hoặc chết GPU. Đặc biệt là CPU AMD thì rất là nóng rồi, thì em có thể là bảo vệ máy bằng cách là vệ sinh, tra keo tản nhiệt. Còn để an toàn nữa thì em có thể cài cái phần mềm nhiệt độ theo dõi nhiệt độ trên máy, ví dụ như là MSI Atmobaler. Em có thể thấy là nhiệt độ của CPU, GPU. Nếu mà nhiệt độ thông thường một chiếc máy nó sẽ chạy dao động từ 50 độ đến 80 độ thôi, và cùng lắm là đến 85 độ nếu mà làm đồ họa chơi game nặng. Còn nếu mà nó vượt ngưỡng từ 90 độ đổ lên mà chạy thường xuyên liên tục thì đồng nghĩa việc là máy của em phải tra keo tản nhiệt rồi em nhé. Còn chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 10 của bạn Nguyễn Trần Cường, cũng là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp thứ 194 ngày hôm nay. Bạn có hỏi là kính chúc anh và mọi người phát triển. Em có con Dell 5110 muốn nâng ổ cứng SSD 128GB. Liệu máy vẫn sử dụng ổ HDD 320GB thì có phải tháo hẳn ra để lắp SSD hay có thể hoàn toàn sử dụng hai ổ cứng? Tiện thì em thay bàn phím mới và cài lại Windows. Xin hỏi shop mình có thể giúp em được không? Chi phí và thời gian là bao lâu ạ? Thứ nhất là chiếc Dell Inspiron 5510, chiếc máy được sản xuất đó là 2011, chính xác của em là sử dụng dòng CPU thế hệ thứ 2 2011. Máy của em muốn nâng cấp được ổ thì em phải tháo ổ HDD này ra, lắp sang ổ DVD, bởi vì máy của em nó chỉ có một khe cắm ổ cứng thôi. Cái công nghệ thời đó nó chưa có ổ cứng M2 như bây giờ. Thì ổ SSD sẽ lắp vào khe cắm ổ cứng. Em lưu ý nhé, ổ SSD lắp vào khe cắm ổ cứng để có cái tốc độ cao nhất. Và ổ của em thì dùng ổ đó là SSD 2.5 inch SATA 3 truyền thống bình thường. Tốc độ băng thông bình thường của nó khoảng 500 đến 600 Mbps một giây, tốc độ ghi nó khoảng 400-500 gì đấy. Trong khi đó thì ổ chúng ta sẽ bỏ ổ đĩa, có nghĩa là ổ CD của em ấy, bỏ cắt lắp cái carry bay vào hết 100.000. Cái carry bay sẽ chứa cái ổ cứng 320 vào bên trong đó. Thì lúc đó cái ổ cứng cũ của em sẽ là nó chỉ để là lưu trữ dữ liệu thôi. Ổ SSD sẽ là cài đặt các ứng dụng phần mềm Windows. Ổ cứng SSD hiện nay là 120GB, như cửa hàng đang bán là 550.000, được bảo hành chính hãng 3 năm tại thị trường Việt Nam. Ổ 256GB là 890.000, được bảo hành 3 năm chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và carry bay chỉ hết 100.000 thôi, thì tính ra thì em cộng vào. Còn việc em cài đặt và mọi thứ ABC thì chúng ta sẽ mất khoảng 40 phút. Và bên anh làm hoàn toàn là miễn phí và em không mất tiền em nhá. SSD nó sẽ giúp em khởi động các ứng dụng nó nhanh hơn rất là nhiều, và cái máy của em sẽ phục vụ cho em thêm khoảng vài năm nữa em ạ. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp từ 194 của anh em mình. Và chúng tôi cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hỏi đáp như này. Mọi thắc mắc về máy tính này, MacBook và các phần mềm, phần cứng của máy tính thì
thì các bạn cứ đặt các câu hỏi bên dưới, chúng tôi sẽ tổng hợp biên tập và trả lời các bạn qua tin nhắn như này. Còn nếu mà các bạn muốn đánh giá bất kỳ cái dòng sản phẩm laptop nào, muốn test chiếc máy nào, hoặc là muốn nâng cấp cái gì đó của một chiếc máy nào đó, thì anh em cũng vẫn cứ đặt các câu hỏi thì đừng có ngại. Và chúng tôi thì chắc chắn là sẽ có những cái số hồi đáp và trả lời liên tục như này. Thậm chí là quay những cái video về review máy thì các bạn sẽ hiểu hơn. Cũng mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đó là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.